Những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sản lượng điện năng tiêu thụ liên tục tăng kỷ lục. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, sản lượng tiêu thụ ngày bình quân tháng 5 đạt 68,1 triệu kWh, tăng xấp xỉ 10,7% so với tháng 4. Việc tiêu thụ điện tăng đột ngột khiến một số đường dây, trạm biến áp vận hành quá tải dẫn đến tình trạng mất điện cục bộ. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động, ngày 18 tháng 5, nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 342 đường Hồ Tùng Mậu bất ngờ khi xảy ra tình trạng mất điện. Việc mất điện kéo dài gần 3 giờ đồng hồ đã gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nói chung là mất điện khoảng cũng không nhìn đồng hồ, khoảng độ tầm 9 giờ, 8 rưỡi 9 giờ thì đấy, đến 12 giờ thì có. Nói chung là nóng lực như thế thì mất điện thì cũng rất là vất vả. Quen giờ mọi người cũng quen dùng điện rồi. Mất điện mà cái thời gian nó ngắn ý, thì còn khắc phục được, mà mất điện mà cái thời gian nó kéo dài ấy, mà liên tục thì nó tất nhiên là nó ảnh hưởng đến nhiều. Tại vì giờ là mọi cái thiết bị dùng đều không thuộc vào điện, đều dùng là đồ điện hết. Cho nên là nếu mà mất điện thứ nhất là cũng ảnh hưởng đến cả sức khỏe luôn. Vì mình bán hàng thì mình không thử được thôi, với cả là trời nắng nóng như thế này thì sẽ không có quạt để làm mát. Mà ngành điện người ta cũng tuyên truyền rồi, chứ còn cái giờ cao điểm ấy thì hạn chế sử dụng những cái thiết bị thì mình cũng phải xem xét như thế để chia sẻ, thì mọi người đều có trách nhiệm thì là ok thôi. Nói về sự cố mất điện cục bộ, trao đổi với lao động, một đại diện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, những ngày qua có tình trạng một số trạm đường dây bị quá tải cục bộ gây gián đoạn cung cấp điện, đặc biệt là vào buổi trưa do lượng điện tiêu thụ tăng mạnh vào giờ cao điểm. Trước thông tin việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ và ngắn hạn từ nay tới ngày 25 tháng 5 do nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đại diện Bộ Công Thương cho rằng đã thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch về cung cấp điện, cung cấp than cho phát điện. Các tập đoàn như là TKV, EVN phải nỗ lực hết sức để trong cái việc cung ứng đầy đủ những cái nhiên liệu phục vụ cho phát điện. Và một cái giải pháp nữa là khẩn trương để đàm phán và huy động các nhà máy điện đã sẵn sàng đảm bảo pháp lý, trong đó bao gồm cả những nhà máy điện năng lượng tái tạo, bao gồm nhà máy điện gió, điện mặt trời để bổ sung vào trong hệ thống. Và các đơn vị cũng phải khẩn trương và tích cực khắc phục những cái sự cố của các tổ máy để sẵn sàng huy động trở lại. Trong thời kỳ nắng nóng và mùa khô hàng năm, luôn phải đối mặt với khó khăn về đảm bảo cung ứng điện. Dù hệ thống có nhiều nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo nhưng lại phụ thuộc vào thời tiết. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cần huy động tối đa mọi nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.